chiến binh của mình này anh em ơi. Chiến binh 1,5 mùa lông nha. Đang căng lửa đây. Đấy, chiến binh bên tay phải anh em nha. Rồi 101 dở. Bên tay trái đây, đấy, một này. Một Quảng Nam nha. Tướng rất là nhỏ. Đấy, còi chiến binh bên phía tay phải anh em ơi. Còi chiến binh này, còi chiến binh nha. Rất là gấu anh em nha, tướng nhỏ nhưng mà chơi cánh cứng, xe cứng anh em nha. Con này mới được có 8 tháng chưa thay lông nha. Còn bên phía tay phải của mình là một chiến binh thực thụ nha. Đấy, chiến binh thực thụ này sắp được ra lò. Anh em xem nha, để mình kẹt sát vào cho anh em xem tí nha.